Ngày 11 tháng 11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp các lực lượng liên quan phá một vụ vận chuyển 13 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam. Trước đó, chiều 10 tháng 11, trên quốc lộ 12C, thuộc địa phận xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện Đinh Thị Thanh, 50 tuổi, trú tại xã Hóa Tiến, đang nhận một gói hàng có dấu hiệu bất minh từ một tài xế xe đầu kéo từ Lào về. Sau khi nhận hàng, một phụ nữ khác đi cùng tên là Đinh Thị Hoàng Yến giao số tiền hơn 22 triệu đồng và 13,7 triệu kiếp Lào cho tài xế xe đầu kéo. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã ập vào bắt quả tang hai phụ nữ cùng tài xế xe đầu kéo, 41 tuổi, quốc tịch Lào. Kiểm tra nhanh gói hàng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có hơn 13 kg ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh và Yến, lực lượng chức năng thu giữ hơn 160 triệu đồng và 3 điện thoại. Bước đầu, tài xế xe đầu kéo khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam rồi giao cho Thanh và Yến. Đường dây này đã được thiết lập và hoạt động nhiều tháng qua. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản sau quyết định tạm giữ Thanh, Yến, tài xế xe đầu kéo để tiếp tục điều tra mở rộng.